Chào tất cả các bạn, anh là Thông. Thì trong cái phần 2 này thì anh sẽ trả lời tiếp cái câu hỏi của cái bạn sinh viên Y Vinh nhá. Thì anh sẽ cố gắng anh trả lời cho các bạn làm sao cho nó thỏa mãn nhất các bạn, được chưa nhá? Rồi, cái cây mà bạn ấy hỏi anh đây này nhá. Đấy thì vẫn là cái bệnh nhân đấy, thì anh đã chữa cái phần 1 cho các bạn rồi đấy nhá. Và phần 2 này tiếp tục này, tiếp tục này, anh sẽ nói tiếp cho các bạn về cái thang điểm Chypert nhá. Thì các bạn có thể theo dõi các cái bài giảng của anh ở cái kênh YouTube là Nguyễn Huy Thông Official nhá. Thì anh sẽ đăng các cái bài giảng đấy cũng như hướng dẫn các bạn ôn thi làm sao cho nó hiệu quả, và các bạn đọc sách cho nó đỡ chán nhá. Quan trọng đọc sách đỡ chán. Thì cái thực ra cái thang điểm này này thì các bạn có thể đọc ở trong cái quyển sách bệnh học nội khoa của tập 1 tập 2 của Đại học Y Hà Nội nhá. Thì viết cũng rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, hiểu chưa? Và các bạn cứ bám sách sách nội khoa các bạn đọc cho anh nhá. Đấy, anh sẽ nói tiếp này. Thì ý nghĩa nhá. Và quan trọng là cái ý nghĩa của cái bilirubin này. Đây em nhìn này, cái bilirubin này, chỗ này này, cái góc bên tay trái góc 9 giờ này nhá. Thì cái albumin này nhá, thì ý nghĩa của cái việc định lượng albumin huyết thanh ấy, là nó sẽ đánh giá cái bệnh gan mãn tính nhá, hơn là cái tình trạng cấp tính. Các bạn biết vì sao? Bởi vì sao? Thời gian bán hủy của albumin là khoảng độ 20 ngày nhá. Tức là nếu mà ví dụ hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 đi, được chưa? Gan bị suy thì bán hủy là 20 ngày. Như vậy các bạn có thể nhận thấy nó rõ rệt, sau đó khoảng 2-3 tuần sau các bạn mới nhận thấy được, được chưa? Nên là albumin là tính mang tính chất là mãn tính hơn, đúng không? Thì tất nhiên là albumin hiện tại là đang giảm thì cũng không thể bảo là đấy là mãn tính được nhá, không thể chắc chắn đấy mãn tính được, có thể là tình trạng gan cấp tính bởi vì nó chưa giảm mà, đúng không? Đấy. Thì như vậy là albumin của bạn gái kia thì giảm nhá, thì nhiều khả năng là suy gan này em ạ nhá, suy chức năng tổng hợp albumin của gan. Và nếu mà nhớ cho anh này, nếu mà cái nồng độ albumin huyết thanh giảm thì cũng có nghĩa là gan đã bị giảm chức năng trong thời gian dài trước đó nhá. Đấy nhá. Hay nói cách khác là gì, khi nồng độ albumin huyết thanh bình thường cũng chưa thể loại trừ bỏ các bệnh lý về gan, và trạng thái các bệnh lý gan cấp tính có thể đang tồn tại, được chưa? Đấy, ngoài ra ấy, thì trong các bệnh lý về gan mãn tính, đúng không, thì các bạn để ý này, có cái INR nhá. INR thì hay nói cách khác là cái thông số khác quy đổi của prothrombin thôi, hay còn trên xét nghiệm ấy là PT%. Thì các bạn nhớ này, trong các cái biểu hiện của sơ gan, suy gan ấy, thì thời gian prothrombin thì sẽ thường tăng, đồng nghĩa PT% sẽ giảm, đúng không? Bình thường PT% là từ 70-140, anh cứ lấy một cái mốc xét nghiệm chuẩn nhá. Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều, nhớ vào trong đầu cho anh này, là PT là khoảng sẽ khoảng PT loanh quanh khoảng độ 60-70%, nó là không bình thường rồi nhá. Nên là các bạn nhìn đánh giá thêm qua cái chỉ số INR nhá. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì gan nó không sản sinh đủ số lượng của các yếu tố đông máu nhá. Tại sao lại thế nhá? Bởi vì có cái thứ nhất, đúng không? Bởi vì sao? Bởi khi mà không sản xuất, tế bào gan bị suy, không sản xuất đủ mật ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến các cái dòng chảy của mật, nên là sao? Vitamin K sẽ không hợp đủ nhu cầu hấp thu từ ruột, mà vitamin K là liên quan đến các cái coenzyme của các cái enzyme tổng hợp lên các cái yếu tố đông máu nhá. Đấy. Nhá, và cái sự kéo dài của thời gian thrombin cũng như cái INR nhá, thì tiên lượng mức độ nặng, được chưa? Ngoài ra là bạn ấy có hỏi anh thì anh gợi ý bạn ấy thêm là em nên làm thêm cho bệnh nhân các cái thông số NH3 nhá, trong ví dụ chẳng hạn như có cái suy gan cấp ấy, được chưa? NH3 nhá. NH3 là một cái chất chất độc nhá, chất độc trong máu và gan, có vai trò là chuyển hóa thành NH3 thành một chất là urea. Ure nhá, thì là chất không độc là đào thải qua thận, được chưa? Đấy nhá, thì trong suy gan ấy, thì NH3 và các cái chất độc nó sẽ tăng trong máu nhá, thậm chí là có thể gây ra các cái hôn mê gan, được chưa?
đấy, hôn mê gan. Thì nếu mà hôn mê gan là gì đây, hôn tức là đây này, encephalopathy này chính là các cái biểu hiện của não gan đấy, cổ trướng nhá. Đấy thì các bạn có thể đánh giá qua cái thông số này, nếu mà class A là từ 5 đến 6 điểm, chai B là từ 7 cho đến 9 điểm và chai C là 10 cho đến 15 điểm, tức là các bệnh lý gan nặng, mức độ nặng nhất rồi nhá. Đấy thì trở về câu hỏi của bạn ấy một chút nhá. Đấy thì anh gợi ý bạn Xuyên nhá. Mà Xuyên này thì bạn xem giúp anh nhá. Bạn xem giúp anh, bạn chắc là bạn phải làm thêm một cái men nữa cho anh là GDT nhá. Gamma GT đấy nhá. Gamma GT. Bạn biết gamma GT tức là mình có AST này, ALT này, gamma GT. Và gamma GT ấy hay còn gọi là ga viết là GGT thì viết là gamma GT, nó là enzyme nó gắn ở màng tế bào, được chưa? Được chưa? Đấy, và nó có nồng độ cao trong gan và đường mật nhá. Đấy và ngoài ra còn có các cái nơi khác cơ nhá. Thì nguyên nhân cái thường gặp nhất của tăng gamma GT đơn thuần trong huyết thanh đó là tình trạng nghiện rượu mãn tính hoặc là tăng mật nhá, hoặc là ngoài ra thậm chí là các bạn khoa học thử một số nguyên nhân khác gây cảm uống các thuốc gây cảm ứng enzyme trong gan như là barbiturat này, các thuốc chống co giật rồi thuốc chống gồm cảm nhá. Nhưng bạn có thể làm thêm cho anh cái men gamma GT, nó sẽ gợi ý là tình trạng tổn thương gan do rượu của bệnh nhân, được chưa? Còn viêm hay không, anh trả lời bạn nhé. Men gan này tăng trên 3 lần và tăng đến 400 như thế này là không viêm là hơi phí, đúng không? Đã viêm rồi, đúng không? Các bạn hiểu không? Do bạn là viêm, tại sao viêm, tại sao lại cấp, tại sao lại do rượu nhá. Do rượu bạn làm thêm GGT và hỏi cái tiền sử bệnh nhân uống rượu hay không. Và tất nhiên bạn phải loại trừ tất cả các nguyên nhân khác như là virus viêm gan B, viêm gan C, thậm chí là viêm gan E. Các bạn cũng có phải cao con viêm E, các bạn cũng có thể các bạn phải làm. Đấy, rồi là tổn thương xơ gan. Xơ gan có 20 nguyên nhân gây xơ gan cơ mà. Các bạn đọc lại trong sách đi, trong sách bệnh học nội khoa đấy. Được chưa? Bạn phải khẳng định là do rượu loại trừ nguyên nhân khác, được chưa? Đấy, còn suy gan hay không anh khẳng định là có, còn cấp hay không thì anh không biết nhá, tôi không biết nhá. Còn bạn nên đánh giá mức độ xơ gan theo cái trang điểm Chipert nữa là ok nhá. Đấy các bạn hiểu không? Đấy như vậy là một cái này, một cái cây nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình đặt câu hỏi cho nó ok một tí là mình đã hiểu ra được rất là nhiều vấn đề nhá. Mình sẽ cố gắng tách nghĩa nó ra nhá. Các bạn tách nghĩa ra. Và những cái bệnh nhân này vào viện sợ nhất là bệnh nhân sảng rượu em ạ, bởi vì người ta uống uống rượu quanh năm ấy, vào viện có tình trạng dạng nhiều hội chứng cai, tay rất là run nhá. Đấy, và cái run tay trong cái sảng rượu nó khác với cái run flapping tremor trong cái hôn mê gan. Đấy, anh chỉ gợi ý được cho các bạn như thế thôi nhá. Đấy thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của anh nhé. Thì chúc các bạn học tập tốt. Các bạn có thể đăng ký kênh của anh ở phía dưới nhé, để đón xem các bài giảng hay bổ ích cho các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn.